Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chuẩn bị cho kịch bản Trung Quốc tấn công từ nhiều hướng. Vào hôm 6 tháng 8 năm 2020, Việt Nam chính thức bình luận về video Trung Quốc tập trận gần đây, trong đó có triển khai máy bay chiến đấu với đới đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền của mình. Trước tiên, có thể khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã nói tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều ngày 6 tháng 8 năm 2020. Đây là hình ảnh người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Sài Gòn nêu ý kiến như sau. Theo tôi, không thể có một cuộc chiến tranh nào trong tương lai gần giữa Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc đang ở thế yếu khi mà Mỹ và đồng minh ngày càng vây giáp, nên những động thái của Trung Quốc là tìm đồng minh và răn đe các nước trong khu vực Đông Nam Á trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng vào tháng 8 năm 2020 này. Còn nhà nghiên cứu Hoàng Việt thuộc Đại học Luật ở Thành phố Hồ Chí Minh thì lại cho rằng động thái của Trung Quốc xảy ra sau khi có những sự lên tiếng của các quốc gia liên quan như Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Úc và đặc biệt là sự lên tiếng mạnh mẽ cùng các hành động kèm theo của Hoa Kỳ phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông. Phía Hoa Kỳ mới đây còn nhắc lại việc phản đối Trung Quốc cưỡng bức đe dọa việc khai thác tài nguyên trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước ASEAN. Chính vì vậy, ta có thể hiểu đây là sự biểu dương lực lượng phô trương cơ bắp để nhằm đáp trả và đe dọa hành động của Hoa Kỳ và các quốc gia liên quan tại khu vực Biển Đông. Mặt khác, hội nghị Bắc Đới Hà sắp tới cũng đang tạo sức ép lên Tập Cảnh Bình và các hành động của Trung Quốc được coi là khẳng định sức mạnh rằng vẫn làm chủ được tình hình của Tập Cảnh Bình nhằm chấn áp các phản kháng của các phe nhóm chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cấp cao khách mời thuộc viện tại Singapore đã nói, lần tập trận này về quân sự tập tiếp dầu trên không, phía trên biển, tập bay xa trên biển, tức là ban ngày, với tốc độ chậm, mang tên lửa và thiết bị trinh sát đối với máy bay Su-30MKK. Máy bay Su-30MKK không mang thùng dầu phụ, thay vào đó các móc treo để có thể mang tối đa tên lửa, bom và thiết bị trinh sát. Bay tập liên tục 10 tiếng trên biển. Phi công Trung Quốc cũng tập ăn, uống như ta thấy trong các video ngắn. Đây là hình ảnh máy bay Su-30MKK là một phiên bản nâng cấp của Sukhoi-30 của Nga. Đây là một mẫu máy bay tiêm kích tấn công, chiếm ưu thế trên không, đa năng, tầm bắn xa và hạng nặng. Chiếc Su-30MKK do Nga chế tạo cho Trung Quốc không nhấn mạnh loại hình bay trên biển. Không quân Trung Quốc thử tập bay trên biển ban ngày là một cố gắng huấn luyện. Về chiến lược, bay nhiều giờ liên tục trên không là hàm ý đe dọa Việt Nam, Indonesia, Philippines và Úc. Với số giờ như thế, tăng tốc độ lên gấp 1,4 đến 1,5 lần, máy bay có thể bay đến tận đảo Tasmania. Nhìn kỹ hơn thì có lẽ không dọa được ai, bởi vì nếu xảy ra giao chiến trên không ở Trường Sa kết hợp với các nhiệm vụ cường kích như ném bom, thì thời gian giao chiến không thể lâu quá 60 đến 70 phút. Còn nếu bay vào không phận của Úc hay Indonesia thì cần phải tính đến các hệ thống phòng thủ phòng không cực mạnh của Úc và năng lực phòng thủ khá tốt bằng máy bay và phòng không của Indonesia. Với Việt Nam thì ở Trường Sa, Việt Nam chỉ có 21 điểm canh giữ, chủ yếu là các nhà giàn. Tấn công bằng Su-30 hay bất kỳ loại máy bay nào khác, kể cả máy bay ném bom, dường như không thực tế cho lắm vì tốn kém và chắc chắn không hiệu quả bằng tấn công bằng tàu chiến, tàu ngầm. Từ việc tập trận và đe dọa đến tấn công quân sự còn một khoảng cách phụ thuộc nhiều nhân tố và điều kiện. Và cũng khó có thể nói được rằng kiểu tập trận này có hàm ý gì với cuộc tập trận RIMPAC sắp tới đây. Quy mô của RIMPAC khá lớn, đa mục tiêu, khác hẳn với cuộc tập trận nhỏ này của Trung Quốc. Hai năm nay, Mỹ không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC, nên có lẽ bây giờ Trung Quốc tập trận riêng. Và các chiến đấu cơ của Trung Quốc Su-30 thực hiện phi vụ bay liên tục 10 giờ đồng hồ, xuất phát từ đất liền, có tiếp dầu trên không trong khi bay tới mục tiêu ở khu vực Trường Sa được truyền thông Trung Quốc loan tin là kỷ lục mới. Và Việt Nam cần phải chuẩn bị điều gì cho riêng mình trước những nguy hiểm này? Đây là hình ảnh đá chữ thập trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng và xây thành căn cứ quân sự khổng lồ với đảo nhân tạo trái phép. Ông Hoàng Việt, trước đây một trong những điểm bất lợi của Trung Quốc trong việc tấn công Trường Sa đó là đường bay quá dài, máy bay chiến đấu của Trung Quốc không đủ khả năng tiếp nhiên liệu để quay về. Tuy nhiên, với hành động này,
Trung Quốc muốn chứng tỏ rằng điểm bất lợi này của Trung Quốc đã tìm cách khắc phục. Và với sự kiện này, cộng với 7 đảo nhân tạo tại Trường Sa đã được Trung Quốc quân sự hóa, tạo thành những căn cứ quân sự vững chắc như những hạm đội trên biển của Trung Quốc. Bên cạnh sự đe dọa có các hành động quân sự như tấn công các thực thể trên Trường Sa với nhiều nơi đóng quân của quân đội Việt Nam và các quốc gia khác đang kiểm soát chẳng hạn. Và với điều này, Việt Nam cần phải tính tới các phương pháp phòng thủ khi quân đội Trung Quốc đồng loạt tấn công Trường Sa từ nhiều hướng. Ông Hà Hoàng Hợp cho rằng truyền thông Trung Quốc gọi là kỷ lục cũng hay, đó là kỷ lục của không quân Trung Quốc với Su-30 MKK bay bình thường, không cần tiếp dầu trên không, chỉ 70-80 phút là bay hết chiều dài của Việt Nam. Nếu có giao chiến thì mất nhiều lắm 50 phút, rồi lại bay về sân bay quân sự Nam Ninh. Như vậy, không tốn đến 5 giờ, bay 10 giờ, có tiếp dầu trên không là khá ngoạn mục. Thế nhưng Việt Nam có lẽ không phải suy tính gì. Các máy bay Su-30 MK2 mà Việt Nam mua từ Nga có lẽ bay trên biển, cả bay trên ngày lẫn ban đêm đều được. Để phòng thủ và bảo vệ bằng Su-30 thì máy bay của không quân Việt Nam không cần bay xa như máy bay Trung Quốc. Bảo vệ các mục tiêu khác thì lực lượng phòng không của Việt Nam không có quản ngại gì. Câu hỏi được đặt ra là qua những gì quý vị biết được thì tại Biển Đông thực sự vũ khí sức mạnh quân sự của Trung Quốc thế nào? Đáng quan ngại không? Quan ngại đến đâu theo giới quan sát quốc tế và khu vực này? Đây là hình ảnh nhóm tàu tác chiến sân bay USS Ronald Reagan tập trận cùng lực lượng Nhật Bản và Úc ở biển Philippines vào hôm 21 tháng 7 năm 2020, hình ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp. Ông Hoàn Việt nói tiếp, thực lực sức mạnh quân sự của Trung Quốc thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ, tuy nhiên so với các quốc gia ASEAN liên quan thì các quốc gia ASEAN riêng rẽ không thể là đối trọng của Trung Quốc được, đó là một thực tế. Tuy nhiên, chiến tranh thì sẽ có nhiều mặt của nó, không chỉ nhiều vũ khí và đông quân là sẽ giành chiến thắng. Thực tế, nhiều cuộc chiến trong lịch sử đã chứng minh về vấn đề này. Tuy nhiên, chiến tranh là điều không ai muốn xảy ra. Vì thế, các bên cần cố duy trì hòa bình. Vì thế, nên chỉ có thể lạm dụng sức mạnh và gây ảnh hưởng bằng đe dọa và cưỡng bức cũng khó mà tồn tại được lâu. Đó là xu thế tất yếu trên thế giới. Và năng lực quân sự của Trung Quốc liên quan đến biển, gồm hải quân, không quân và tàu ngầm, được cơ quan nghiên cứu chiến lược, an ninh và quốc phòng đánh giá khá tích cực, đặc biệt là năng lực phòng thủ. Trung Quốc hiện nay chưa phải là một cường quốc hải quân toàn cầu. Mặc dù Trung Quốc có số lượng lớn tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa, hải quân, không quân, hải quân, nhưng chất lượng và công nghệ hiện đại của các chủng loại đó chưa thật hiện đại. Và quân đội Trung Quốc lớn hơn quân đội Việt Nam rất nhiều và có nhiều điểm mạnh hơn hẳn như về số lượng, trang thiết bị và vũ khí. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Việt Nam vẫn khẳng định rằng Việt Nam luôn chủ động, không để bị bất ngờ và Việt Nam luôn củng cố năng lực phòng thủ, bảo vệ đất nước. Quân đội Việt Nam tin rằng nếu bị xâm lược hay tấn công, họ sẽ bằng mọi cách để đẩy lui quân xâm lược. Và Mỹ mới đây cũng có các cuộc điện đàm ngoại giao cấp bộ trưởng với Singapore, Indonesia bàn thảo về hợp tác an ninh quân sự trên vùng biển ở khu vực giữa Washington và Jakarta. Trong khi đó, Philippines có tuyên bố đơn phương ngừng tham gia các tập trận quân sự ở Biển Đông. Như vậy có thể cắt nghĩa các động thái nói trên như thế nào, câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte. Ông Đinh Kim Phúc nói rằng Tổng thống Philippines Duterte không tin vào khả năng bảo vệ của Mỹ trước quyền lợi của Philippines, nhưng lý do trước mắt của động thái trên có khả năng là vì lời hứa của Trung Quốc về vaccine phòng ngừa viêm phổi Vũ Hán cho Philippines. Ông Hà Hoàng Hợp thì nói tiếp, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và Ngoại trưởng Indonesia và bà Marsudi nhất trí mở rộng hợp tác an ninh quốc phòng song phương trên nền tảng sẵn có. Indonesia hiện nay đang sử dụng máy bay F-16 của Mỹ và nhiều thiết bị khí tài quân sự Mỹ, phòng không và bên hải quân sử dụng cũng rất nhiều trang thiết bị của nước Mỹ. Chúng ta chờ có cuộc hội đàm và tiếp xúc giữa các bộ trưởng quốc phòng hai nước tới đây thì sẽ biết thêm các tiến triển hợp tác an ninh và quốc phòng Mỹ và Indonesia. Indonesia có nhiều căn cứ hải quân và không quân tuyệt vời. Còn Singapore thì có quan hệ tốt cả với Mỹ và Trung Quốc. Về quân sự, Singapore sử dụng vũ khí Mỹ là chủ yếu. Mỹ đã ký gia hạn 15 năm việc sử dụng các cơ sở hải quân và không quân của Singapore. Singapore đang tiếp tục cố gắng đóng góp cho hòa bình khu vực, giúp cho quan hệ giữa ASEAN, Mỹ, ASEAN, Trung Quốc phát triển trên nền tảng hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Bên cạnh đó, thì lợi thế lớn nhất của Philippines là phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài cho Philippines. Lợi thế lớn thứ hai là Philippines đang là đồng minh của Mỹ theo thỏa thuận năm 1951. Tổng thống Duterte quyết định không để Hải quân Philippines tham gia tập trận tới đây. Thực chất là do Hải quân Philippines vẫn còn nhỏ và yếu. Mặt khác,
việc không tham gia tập trận với Mỹ và các nước khác có thể là một dấu hiệu làm cho Bắc Kinh thấy thoải mái trong tầm ngắm ngắn hạn. Còn Việt Nam trên cương vị chủ tịch luân phiên của ASEAN trong nhiệm kỳ này cần có đối sách, chính sách, sách lược để phục vụ đóng góp cho xây dựng tích cực cho an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, vừa đảm bảo được tốt các quyền lợi, lợi ích chính đáng của mình ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Thứ trưởng của Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đang dự đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 33 được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hôm 5 tháng 8. Tiến sĩ Hoàng Hợp nói rằng Việt Nam đang chuẩn bị xúc tiến đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Các hội nghị khác như ADMM và ADMM Plus cũng sẽ được tiến hành trực tuyến. Việt Nam hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh ASEAN sẽ được tổ chức tháng 11 có đầy đủ các điều kiện để tổ chức họp như bình thường, trong đó các nhà lãnh đạo của các nước ASEAN và các nguyên thủ các nước như Trung Quốc, Nga, Mỹ, Nhật, Hàn sẽ đến dự. Cùng với vai trò ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam cũng đang tích cực đóng vai trò trong vị trí chủ tịch luân phiên ASEAN duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy phát triển trong khung cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán, đồng thời nỗ lực đảm bảo lợi ích quốc gia của Việt Nam. Ông Đinh Kim Phúc nói thêm, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Quốc tế về Luật Biển của Liên Hợp Quốc 1982 là ưu tiên trong sách lược hiện nay của Việt Nam và ASEAN. Và trận chiến công hàm trong thời gian gần đây cho thấy Việt Nam và các nước ASEAN dùng yêu sách mở rộng vùng đặc quyền kinh tế ra 350 hải lý và cơ chế hoạt động của Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc để bắt chết tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Hoàng Việt nói tiếp, ASEAN nói chung và Việt Nam với cương vị chủ tịch ASEAN năm nay cần thể hiện rõ vai trò và bản lĩnh của mình trước tình hình căng thẳng và phức tạp hiện nay, cần có tiếng nói và hành động độc lập, không xa vào căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc khiến tình hình phức tạp thêm. Theo đó, ASEAN cần thể hiện rõ vai trò của mình trong việc đàm phán và đối thoại về COC trong thời gian sắp tới. Các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam chuẩn bị cho kịch bản Trung Quốc tấn công từ nhiều hướng. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.